trạng nguyên kiệt xuất nhất sử việc lấy vợ người Hàn là ai? Mạc Đỉnh Chi được ghi nhận là vị trạng nguyên xuất sắc hàng đầu, có học vấn uyên thâm và tài năng thượng thừa nhất sử Việt. Ông tuy vẻ ngoài xấu xí, nhưng tinh thông nhiều thứ. Cuộc đời ông có rất nhiều giai thoại thú vị, đặc biệt là chuyện cưới vợ người Cao Ly và có hậu duệ tồn tại ở Hàn Quốc đến tận ngày nay. Chuyện kể, trong một lần đi sứ nhà Nguyên, Đỉnh Chi đã ghé thăm Cao Ly. 4 tháng ở nước bạn, ông được Trạng Cao Ly làm mối cho cháu gái của mình. Cặp đôi nên duyên, sau này người thiếp đó đã theo Mạc Đỉnh Chi đến Trung Quốc. 5 năm sau, người vợ Cao Ly này về nước với hai người con, một trai, một gái, còn Đỉnh Chi thì về Đại Việt. 10 năm sau ông trở lại Cao Ly thăm vợ con và khi về nước, vợ ông lại hạ sinh một bé trai. Người vợ Cao Ly đã chăm sóc, nuôi dạy các con rất cẩn thận. Bà thọ đến 93 tuổi, các con về sau đều làm quan, chức tước cao. Trong đó người con trưởng làm quan võ, sinh được 12 con, 8 trai, 4 gái. Theo Dân Việt, trong một lần tìm về thôn Lâm Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, hậu duệ của ông Mạc Đức Bảy, thủ từ của đền Mạc Đỉnh Chi đã tiết lộ chuyện tình xuyên biên giới của Đỉnh Chi là hoàn toàn có thật. Ông Mạc Văn Kết cho biết, 400 năm trước họ Mạc phải tản đi khắp nơi vì biến động lịch sử. Khi đó, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng để lại một tiên tri, được dịch ra là 400 năm trước, cuối cùng trở lại như ban đầu 13 đời sau, khác biệt mà vẫn cùng chung. Đúng như lời Trạng Trình, 400 năm sau con cháu họ Mạc ở Hàn Quốc đã về Việt Nam nhận họ, nhưng đến nay hai bên vẫn chưa thể kết nối được với nhau.